Em xin chào tất cả mọi người. Khách đến nhà không trà thì rượu. Chỉ còn 3 tuần nữa thôi là sẽ đến Tết Nguyên Đán rồi. Có một bình rượu ba kích để ngồi cùng thưởng thức với các người anh em của mình thì không còn gì bằng đúng không ạ? Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người sản phẩm ba kích tím Quảng Ninh của nhà em mọi người nhá. Sản phẩm rượu ba kích của cả nhà em có công dụng rất là tốt đối với việc bồi bổ cơ thể của mình, đặc biệt là giúp bổ thận tráng dương rất là tốt. Sản phẩm rượu ba kích thì mọi người ngâm chỉ cần 1 tháng thôi là có thể sử dụng được rồi. Sản phẩm rượu ba kích này của nhà em thì số lượng có hạn, tại vì gần Tết rồi thì khách hàng đặt mua rất là nhiều. Để tránh hết hàng thì mọi người hãy nhanh tay đặt hàng mọi người nhá. Em xin cảm ơn mọi người ạ.